Yểm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bao rất là dễ ăn, trẻ em hay người lớn đều thích. Vỏ bánh bao á, thường mình dùng bột làm sao cho trắng á, thì nó lại không có đầy đủ dinh dưỡng. Thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bằng bột mì nguyên cám. Vỏ bánh á, khi mà mình để nguội vẫn mềm và rất là xốp luôn. Cách làm lại đơn giản nhanh nữa. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao bột nguyên cám nhân gà xé phô mai thật là hấp dẫn này với Diễm nha. Để bắt tay vào làm thì mình chuẩn bị nhân trước. Ở đây là những cái nguyên liệu cần thiết để làm cái nhân phô mai gà xé. Đầu tiên Diễm có 5 g tỏi, mình băm nhuyễn ha. Tiếp theo là 20 g hành lá, mình dùng cái phần xanh á, mình cũng cắt nhỏ. 50 g củ hành tây, mình cắt hạt lựu. Mình nên cắt hạt lựu hơi nhỏ để khi mà mình vo nhân nó sẽ không bị rớt ra ngoài. Cà rốt thì mình cần 50 g và mình cũng cắt hạt lựu cho nó nhỏ như vậy luôn nha. Thịt gà thì Diễm cần là 150 g thịt gà xé đã nấu chín. Thì Diễm dùng ức gà, một cái ức gà này Diễm cân nó khoảng 220 g. Ngoài ức gà mình cũng có thể sử dụng thịt đùi gà. Ức gà này Diễm cho vào cái sửng, đợi nước sôi thì mình bắt lên mình hấp. Thì thời gian để hấp một cái ức gà này Diễm có canh là 15 phút. Sau 15 phút thì mình để cái ức gà trong cái sửng hấp thêm 10 phút nữa rồi mình hãy mang ra ngoài. Đây là Diễm đã đợi ức gà chín được 10 phút. Bây giờ mình sẽ xé nhỏ nha. Mình nên xé hơi nhuyễn tí xíu để cho khi mà mình vo nhân nó dễ kết dính hơn. Ngoài ức gà thì mình cũng có thể sử dụng thịt bò băm cho cái nhân bánh bao này cũng rất là ngon. Mình xé ra nhỏ như vậy là được. Phô mai thì mình sẽ sử dụng 250 g phô mai mozzarella hay là phô mai để mình dùng làm pizza. Mình nên bào cho nó thành từng sợi hoặc là cắt thiệt là nhỏ để khi mà mình vo nhân nó sẽ bám dính tốt hơn. Thì phô mai càng ngon thì cái nhân khi mà mình làm xong sẽ lại càng thơm ngon hơn. Bây giờ mình bắt một cái chảo lên bếp ha. Diễm cho vào đây 1/2 muỗng canh dầu ăn. Mình cho 5 g tỏi băm vào luôn. Và bật lửa lên á, mình để lửa lớn, mình đợi cho dầu sôi. Là mình sẽ cho cà rốt mình đã cắt hạt lựu vào. Để cho cà rốt á, nó có cái vị đậm đà thì Diễm nêm vào 1/5 muỗng cà phê muối. Và mình để cái lửa lớn này, mình đảo thiệt là nhanh tay trong khoảng thời gian là 1 phút. Cho cà rốt nó chín sơ như vậy thì khi mình ăn nó sẽ có cái vị ngọt. Và cà rốt á, ăn chín sẽ tốt hơn là ăn sống. Sau đó mình cho củ hành tây vào và mình nêm thêm 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Mình vẫn để lửa lớn và mình đảo thiệt là nhanh tay trong vòng thêm 30 giây nữa là mình nhấc khỏi bếp liền nha. Đừng có xào lâu quá thì cà rốt và củ hành tây nó bị mềm. Mình cho cà rốt và củ hành tây ra một cái thao. Rồi Diễm cho hành lá cắt nhỏ vào. Tiếp theo là cho ức gà vào luôn. Rồi bây giờ mình nêm nếm. Diễm nêm 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương cà chua. Nếu mà mình thích ăn cay thì mình có thể sử dụng tương ớt. 1/2 muỗng cà phê tiêu. Và bây giờ mình sẽ trộn cho tất cả những cái nguyên liệu nó thấm đều gia vị. Rồi sau đó mình mới cho phô mai vào ha. Đó, mình nhìn, mình thấy cái gia vị nó đã thấm đều. Mình cũng có thể nếm thử ha. Cái vị nó sẽ hơi ngọt hơn là mặn. Rồi mình mới cho phô mai vào. Và lúc này mình trộn lên cho thật là đều. Tại vì phô mai nó cũng có cái vị mặn á, vì vậy cái nhân lúc đầu mình trộn nó sẽ ngọt. Kết hợp với phô mai thì nó rất là vừa ăn. Mình trộn cho thật là đều rồi. Bây giờ mình chia nhân ra làm 10 phần bằng nhau nha. Mỗi phần nó khoảng 50 g. Lúc mà mình vo á, thì mình bóp cho thật là chặt tay để cho cái viên nhân nó chắc á. Sau khi viên nhân chắc rồi thì mình sẽ xe cho nó tròn để khi mà mình tạo hình bánh nó được dễ dàng. Là như vậy. Để nhân sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị phần bột bánh. Ở đây Diễm có 2 cái gói bột, Diễm quay kỹ cho mình có thể theo dõi ha. Cái gói bột này là bột mì thường và cái gói kế bên là bột mì nguyên cám. Thì bột mì thường này á, mình thường dùng làm bánh mì, bánh pizza hoặc là những loại bánh mì ngọt. Bên Diễm á, thì bột mì này có thể coi như là bột mì đa dụng luôn. Cái hàm lượng protein của nó là 12%.
Bột mì này nó là phần lõi ở bên trong cái hạt lúa mì, vì vậy nó không có nhiều dinh dưỡng bằng cái bột mì nguyên cám. Đây là cái túi bột mì nguyên cám, nó có ghi chữ full cool như vậy. Nếu mà tiếng Anh thì nó để là whole gram á, là nguyên cái hạt lúa mì nó xay nhuyễn ra thôi, nó không có chà xát cái phần vỏ. Cái hàm lượng protein của nó là 13%, vì vậy nó rất là bổ dưỡng ha. Diễm sẽ đổ bột mì ra cho mình xem thử. Cái này là bột mì nguyên cám nè. Còn ở đây là bột mì thường, tức là nó đã chà xát cái vỏ cám và nó lấy cái phần lõi bên trong nên nó mịn, nó trắng hơn. Để gần ở đây để mình dễ theo dõi. Bột mì nguyên cám á, thì thường mình làm cái bánh nó rất dễ bị khô cứng và nó thiếu đi độ xốp. Thì Diễm đã thử cái công thức này và Diễm thấy rất là vừa ý luôn. Mình dùng một cái nồi ha, mình sẽ sử dụng 20g bột mì thường. Còn nếu mà mình không muốn, mình có thể sử dụng bột mì nguyên cám 20g luôn vẫn được. Mình cân thêm 100g sữa tươi, mình cho vào bột mì và mình khuấy cho bột mì nó tan thật là đều với sữa tươi ha. Diễm dùng cái phối lòng thì Diễm thấy khuấy dễ hơn. Đó, mình thấy nó nổi bọt như vậy và không còn vón cục nữa. Thì mình bắt lên bếp và mình bật cái lửa trung bình nha. Bây giờ mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp này nó sệt lại. Lưu ý là vì nó ít á, vì vậy mình phải khuấy thiệt là đều tay ha, rất là nhanh luôn, khoảng chừng 1 phút à. Mình khuấy cho vừa sệt là được, đừng có khuấy đặc nha. Khi mà mình thấy bắt đầu á, cái nồi nó bốc hơi nước lên là bắt đầu bột mì nó đặc lại rất là nhanh luôn. Vừa sệt ở bên dưới cái đáy nồi như vậy là mình nhấc khỏi bếp liền. Và nhắc khỏi bếp mình vẫn khuấy thiệt là đều ha, để cho phần bột mì đã chín và bột mì sống nó hòa đều với nhau thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Có thể lỏng hơn một xíu cũng được, nhưng mà không đặc hơn nha, như vậy thì rất là ngon luôn. Để cái hỗn hợp bột mì khuấy ở đây cho nó nguội, bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác để mình nhồi bột. Diễm cân ra 300g bột mì nguyên cám ha. Tiếp theo mình cần là 60g đường bột. Nếu mà không có đường bột mình có thể sử dụng 50g đường cát, nhưng mà mình nên sử dụng đường bột thì Diễm thấy cái bánh nó nhẹ, nó xốp hơn là mình sử dụng đường cát, và đường bột nó cũng dễ tan hơn khi mà mình nhồi. Diễm thêm 1g muối cho cái vỏ bánh nó được đậm đà. Men nở thì mình cần 4g là 1,5 muỗng cà phê. Diễm dùng men này là men ngọt, tức là loại men dùng cho những cái công thức có đường cao đó. Mình có thể sử dụng men nở bình thường vẫn được nha. Diễm cho thêm 1g bột nổi, mình không cần cho nhiều nhưng mà mình nên có để giúp cho cái bánh á, khi mà nó nở nó được vững hơn, để nguội nó không có bị co lại hoặc nó bị sần cái vỏ. Tiếp theo là 12g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và thêm một nguyên liệu nữa, đó chính là sữa chua 20g. Mình nên có nha, này sữa chua bình thường à, giúp cho bột nó được nở tốt hơn. Và là vì bột nguyên cám đó thì có sữa chua sẽ làm cho cái bánh nó mềm, nó xốp hơn nữa. Và cuối cùng là 90g sữa lạnh. Mình sử dụng sữa lạnh để khi mà mình tạo hình á, thì bột nó chưa có nở, nó sẽ ít co giãn hơn. Rồi mình lấy cái hỗn hợp sữa và bột đã khuấy để nguội đó, mình cho vào, lưu ý là đã để nguội nha. Rồi mình trộn cho thật là đều. Cái lúc đầu thì mình sẽ thấy bột nó hơi khô, nhưng mà mình hãy khoan cho thêm chất lỏng nha. Tại khi mà mình nhồi á, nước nó sẽ thấm đều hơn, cái bột nó sẽ có một cái độ ẩm vừa đủ. Bột này mình nhồi bằng máy hay là bằng tay đều được. Nếu mà nhồi máy thì mình để số 1, tốc độ thấp nha. Mình nhồi trong khoảng thời gian từ 8 phút. Còn nếu mà nhồi tay á, thì mình cũng nhồi khoảng 10 phút. Bột bánh bao thì không cần yêu cầu phải nhồi lâu. Và Diễm có lưu ý là tùy cái độ hút ẩm của mỗi loại bột á, cái lượng sữa có thể dao động từ 80 cho tới 100g. Mình làm sao mà cái bột nó vừa chắc, nó mềm thì Diễm thấy hấp cái vỏ bánh ra rất là ngon. Nếu mà cái bột nó mềm quá thì cái vỏ hấp ra giống như mình ăn nó dễ bị dính răng, nó bị bớt lại đó. Đó, bột nhồi đạt là mình thấy mình cầm ra được nguyên một khối, không dính tay, bóp vào thấy nó chắc nhưng mà vẫn có cái độ mềm. Và không cần tạo màng gì hết ha, như vậy thì cái bánh nó mới xốp ngon, mình kéo ra nó đứt bột như vậy luôn nè. Rồi bây giờ á, mình mang cái khối bột này, mình chia ra làm 10 phần bằng nhau nha, mỗi phần thì nó khoảng 60g. Mình sẽ chia bột và mình tạo hình liền luôn, mình không cần để cho bột nghỉ, cái cách làm này thì rất là nhanh. Cầm cái miếng bột trên tay á, thì mình sẽ tém bột lại,
để mình tạo cho nó thành một cái khối bột tròn dễ tạo hình hơn. Đó, mình túm lại như vậy. Sau khi túm đều rồi thì mình sẽ để cái mí nó nằm bên dưới và mình xe cái cục bột cho nó tròn. Cố gắng xe càng tròn càng tốt. Sau khi xe xong á, thì mình sẽ để cái mí bột nó nằm ở dưới nha. Và mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại kín, tránh cho bột nó bị khô. Và cục bột nào mình xe đầu tiên thì mình sẽ lấy ra, mình bọc nhân trước ha. Những miếng bột còn lại thì mình cứ để mình bọc kín. Mình ấn cho cái cục bột nó dẹp, như vậy thì mình cán nó đều hơn. Rồi mình nhẹ nhàng, mình cán miếng bột cho nó mỏng, nó có cái đường kính khoảng chừng 13 cm là được. Bột á, mình làm liền như vậy thì mình cán rất là dễ, nó ít co giãn lắm. Rồi bây giờ mình lật cái miếng bột lên và mình lấy cái cây cán bột đó, mình cán những cái rìa của miếng bột cho nó mỏng hơn. Như vậy thì lúc mà mình bọc cái bánh lại nó đều bột hơn. Thì mình cán cái rìa này á, cho nó có cái đường kính khoảng 14 cm á. Diễm chia sẻ rất là kỹ để cho mình dễ dàng khi mà mình tạo hình. Tại thường tạo hình bánh bao Diễm thấy nó khó hơn những cái loại bánh khác. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình cán cho cái miếng bột nó mỏng ra, từ trong ra ngoài. Như vậy thì cái miếng bột nó đều nè. Và cái đường kính của miếng bột nó 15-16 cm thì Diễm thấy rất là chuẩn để cho nhân vào gói. Cho viên nhân vào ngay giữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ túm hai cạnh lại như vậy. Tại vì đây là bột nguyên cám, vì vậy bánh nó nở rất là to. Mình gói cái kiểu này thì nó sẽ còn được những cái mí và dễ gói nữa. Mình cứ xem Diễm làm ha. Dễ lắm, không có khó đâu. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình ép nó vô như vậy để nó có thêm những cái mí bánh nữa. Làm hết bốn bên luôn nha. Còn nếu mà mình tạo hình mình thấy khó thì mình có thể vo thành một cái bánh bao tròn vẫn được. Rất là nhanh và đơn giản mà cũng ngon, chỉ có là không có giống bánh bao thôi. Rồi bây giờ mình mới díp hai cái cánh của cái bánh lại như vậy. Và nhẹ nhàng mình túm lại ha. Mình đừng có kéo bột mà mình đẩy bột vô và mình túm lại. Rồi mình dùng những cái đầu ngón tay của mình á, mình giữ cho chặt để bột nó kết dính được với nhau. Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm làm luôn đó. Đó, như vậy là xong. Mình díp chỗ này lại tí xíu ha. Cái cách tạo hình này rất là dễ. Và cái bánh này khi mà nó nở to, nó vẫn còn tí xíu những cái mí như vậy thì nhìn nó giống cái bánh bao. Sau khi tạo hình xong rồi thì mình sẽ cắt giấy nướng bánh á, mình lót bên dưới ha. Hoặc là mình dùng cái giấy của cái khuôn cupcake đó mình cho vô cũng được. Mình tạo hình hết 10 cái bánh rồi mình hãy mang mình đi ủ ha. Mình nhớ là cái bánh nào tạo hình sau cùng thì mình sẽ mang mình hấp sau. Thì Diễm sẽ cho vào trong lò nướng để Diễm ủ. Tại vì lò nướng của Diễm bật được cái nhiệt độ 30 độ C. Nếu mà ở Việt Nam nhiệt độ nóng thì mình cứ để bên ngoài mình ủ không sao hết. Nếu mà mình ủ ở nhiệt độ 30 độ C thì Diễm thấy cái thời gian Diễm có canh rất là chuẩn, là từ 60 cho tới 75 phút. Nếu mà mình thích cái bánh nó nở không có to lắm thì mình ủ 60 phút. Còn nếu mà mình thích cái bánh nó nở thiệt là to, nó xốp thì mình ủ 75 phút. Đây là bánh mà Diễm ủ 75 phút nè. Mình nên kiểm tra trước khi mình hấp nha. Mình ấn vào, mình thấy bột rất là mềm và nó có một cái độ đàn hồi nhẹ như vậy. Thì khi mà mình hấp á, cái vỏ bánh rất là ngon. Nước để hấp bánh á, thì mình nên dùng nước sôi nhẹ, đừng có sôi sùng sục ha. Vừa sôi sủi tim lên như vậy nè, là mình cho sững bánh vào mình hấp. Và dưới trọng lượng bánh nhân như vậy thì mình hấp ở cái lửa trung bình nha. Trong khoảng thời gian chính xác là 13 phút, Diễm xùa dùng cái sửng hấp tre đó. Nếu mà mình dùng cái sửng hấp nhôm, chắc Diễm nghĩ 12 phút là đủ. Mình mở ra, bánh nở rất là to luôn. Và mình lấy bánh ra liền, mình không cần phải đợi bánh trên sửng hấp gì hết. Rồi mình cho 5 cái bánh còn lại và mình hấp. Bánh này làm thì rất là nhanh và ngon lắm luôn. Bánh khi lấy ra khỏi sửng rồi thì mình sờ thử, mình thấy nó mềm lắm. Vì vậy mình nên đợi khoảng chừng 5 cho tới 10 phút rồi mình hãy ăn.
lúc này cái bột giống như nó khô ráo hơn. Dưới công thức pha bột này thì bánh mình để nguội ở bên ngoài 4-5 tiếng bột nó vẫn còn mềm xốp. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng bột mì đa dụng để mình làm cho công thức này. Bánh nếu ăn không hết thì mình cứ bảo quản trong tủ đông đá, khi ăn thì mình hâm nóng lại rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh bao thiệt là ngon và bổ dưỡng. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.